Vậy thì bạn trai? Em thì nói chung ra là chưa có mối tình nào hết chị. Gì? Tại vì nói chung ra em thì không biết tỏ tình như bao chàng trai khác, dở lắm. Thành ra thế tới giờ em xin quá à. Cảm ơn. Em có bao giờ mà nắm tay một người bạn trai mà em có cảm thấy hồi hộp không? Dạ có ạ. Còn anh thì cũng rất là hồi hộp. Em cười xinh quá à. Nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt mà cả đời nhớ thương. Nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt cả đời nhớ thương. Dạ. Ngồi xuống đi bạn. Rồi bây giờ chúng ta có thể mở mặt nạ ra được rồi đấy em trai ơi. Rồi bây giờ mình hãy giới thiệu đi. Em xin chào chị Cát Tường à. Em tên đầy đủ là Lâm Văn Hiếu. Sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Châu Đốc. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ồ. Em đang làm việc và sinh sống tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Từ Nhân Trạch chạy lên Thành phố Hồ Chí Minh bao xa? Nằm mấy cây thôi chị à. Đi tiếng máy thôi gì? Dạ. Là chạy lên đây quay ăn trưa xong rồi chạy về? Dạ. Wow. Mình đang làm công việc gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 32 tuổi. Em đang làm cho một công ty cổ phần công nghiệp Ý Mỹ. Em làm cái bộ phận nào đó? Em làm cái bộ phận nhiên liệu sấy phun ạ. Dạ. À, vừa sấy vừa phun. Rồi mời em gái. À, em chào chị Cát Tường. À, chào bạn nam bên kia và tất cả mọi chào người. Bạn à. À, em tên là Vân, em quê ở Nghệ An và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, thưa chị em vào được 2 năm rồi chị ạ. Em đang làm công việc gì? À, công việc hiện tại của em là kế toán kiêm với bán hàng online á chị. À, mình làm việc ở đâu em? Dạ, em làm ở Gò Vấp á chị. Gò Vấp. Gò Vấp đi xuống Nhân Trạch thì cũng gần chứ không đến nỗi xa lắm ha. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, em nấu ăn ngon, em sắp xếp được công việc nhà. Đúng gu là người phụ nữ của gia đình á chị. Sống biết trên dưới và... Nhược điểm của em thì bao la. Khi mà em không vừa lòng một cái vấn đề gì đó chị, thì em thường hay thể hiện ra mặt đó chị. Là mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo luôn ấy. Nhiều lúc em thẳng tính quá nên là cũng dễ bị mất lòng. Đó là hai cái nhược điểm lớn nhất của em. Thế còn em, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì nhiều lắm chị. Như là thích hát nè, thích làm từ thiện nè, thích đi du lịch và thích mạo hiểm những cái trò chơi nào rất là mạo hiểm vậy. Cảm giác mạnh là em rất là thích. Trời ơi. Dạ. Còn khuyết điểm? Còn khuyết điểm của em là nói chung hay mất nước, khóc nhè lắm. Ai mà chọc chè giận giận em là làm khóc à. Thích chơi mạo hiểm mà lại khóc nhè. Ờ, ai chọc giận em là em khóc mà không nói được những gì hết á. Vậy là khóc luôn. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi, có nhiều thôi à. Nhiều đó thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình hát thử một bài hát cho nó sôm lên. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân. Bên canh lọc những bâng khuân, năm nay chắc gặp tình quân. Em cảm nhận về giọng hát ảnh như thế nào? À, dạ, giọng hát của anh ngọt ngào, sâu lắng. À, em nghe nhạc xuân mà em cảm giác em buồn luôn chị. Trời ơi, nhạc xuân buồn luôn hả? Rồi, bây giờ nói về tình duyên một chút xíu đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em trải qua 2 mối tình chị. 2 mối tình? À, một mối tình thời sinh viên, còn một mối tình thì bạn trai đi xuất khẩu lao động ở bên Hàn Quốc á. Thành ra là cũng không có xác định lâu dài với nhau. Nên là bọn em chia tay. Chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng gần 1 năm á chị. Rồi vậy thì bạn trai? Em thì nói chung ra là chưa có mối tình nào hết chị. Gì? Tại vì nói chung ra em thì không biết tỏ tình như bao chàng trai khác, dở lắm. Thành ra thế tới giờ. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình có thể nào có cách tỏ tình với cô gái bên này không? Chút chút, tại vì em cũng mới học hỏi giữa nhiều bạn rồi em có thể rút kinh nghiệm được chút chút. Học hỏi bằng cách nào? Mình đi chơi rồi em có thể học hỏi được cách bạn nam cô gái như thế nào, rồi em sẽ rút kinh nghiệm từ đó ra. Quan trọng phụ nữ thích là được quan tâm, chăm sóc. Mình yêu thương người ta, mình thích ta, mình phải để ý người ta. Mình phải biết được là cái đường đi lối về của cô ta, cô làm gì, đi đâu. Dạ. Mình phải biết được cô thích ăn món gì, lúc cô nào cô giận, lúc nào cô vui. Dạ. Chỉ cần một chút xíu đó là hạ gục được đối phương liền. Nói chung mình phải có lòng, phải có tâm. Dạ. Còn cứ anh thích em, anh yêu em nhưng mà cứ cà lơ phất phơ là không bao giờ vô được phụ nữ. Dạ. Nha. Dạ. Đó là kinh nghiệm thì Tường chia sẻ đó. Dạ, cảm ơn chị ạ. À. Bây giờ mẫu người lý tưởng của hai bạn là gì? Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Trước hết là phải chín chắn, chính chạc và có công việc ổn định á chị. Em thích một người bạn trai có khiếu hài hước,
Nhưng mà đừng có nói nhiều nha chị, tại vì bình thường em nói nhiều lắm. Em không thích bạn trai quá kỳ bo á chị. Và quá gọi là hay nói phét á chị. Như người bạn trai chưa có tình trường, chưa có kinh nghiệm trong tình yêu thì em nghĩ như thế nào? Chắc có lẽ là bạn ấy nhắc gái hoặc là gì. Em có thích người như vậy không? Cái đó không quan trọng đâu chị, em có kinh nghiệm là được. Rồi, em thích người bạn gái như thế nào? Một người phụ nữ truyền thống, biết chăm lo gia đình và yêu thương mọi người xung quanh và hiếu thảo với cha mẹ, chỉ thế thôi. Về ngoại hình như Lương Vĩnh Hữu vậy đó thưa chị, tầm cao khoảng từ 1m55 đến 1m6 đổ lại thôi. Chung là cũng vừa vừa người. Dạ. Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng ha, chị Tường sẽ kéo cái cửa trái tim này ra. Hai bạn sẽ trực tiếp nhìn thấy nhau để xem là đối phương có trùng khớp gì với cái mong muốn của mình hay không nha. Dạ. Mở cửa trái tim. Anh cảm ơn lại cái tặng em. Dạ. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn ạ. Rồi, cảm nhận đầu tiên khi mà mình nhìn thấy nhau. Em thấy bạn nữ này cũng xinh. Dạ, em cảm ơn. Có phù hợp với cái mẫu người em đang tìm không? Hợp được khoảng bao nhiêu phần trăm? Tầm 85% thôi chị. Dữ vậy, cao quá vậy. Rồi, em trai, em gái. Thật nhìn thì em thấy anh là một người khá là chín chắn. Em nghĩ anh là một người từng trải. Nhưng mà nếu mà không nói... Không ngờ là chưa yêu. Đúng rồi chị. Nếu mà nói là chưa có một mối tình vắt vai nào thì cũng hơi khó tin. Khó tin như được lúc đó là sự thật. Có khi nào ra ngoài em sẽ biết anh như thế nào thôi. Tại vì cái cách tỏ tình anh không ấy như đừng có làm gì anh buồn anh khóc á nha. Dạ. Anh này hay khóc nhà lắm. Dạ. Nhà không dỗ được đâu đó rồi. Em có hay khóc không? Dạ em không hay khóc nhưng mà em hay chọc người khác khóc. Chết luôn. Vì là khổ đời anh. Rồi bây giờ vậy, chị có một cái trò chơi cho nhỏ nha. Trên đây dạ. Tay chị Tường là những cái lá bài. Mời bạn trai bốc trước. Em chọn màu đỏ đi. Đỏ đi cho nó hên ha. Đỏ nó tỏ tình thương thưa chị. Rồi màu đỏ nó tỏ tình thương một. Bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất. Hát đi. Rồi hát đi. Bolero vui hay buồn? Vui đi. Yêu chị hay lúa. Rồi yêu chị hay lúa. Vui chị. Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đời mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô ngựa xe, chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em dãi dầu nắng mưa. Tiếc bao người con gái mang tình yêu đến tặng cho anh. Dầu anh không đẹp trai, biết bao cô nàng khen anh có tài. Ôi trai tài bên người yêu, gái sắc thế gian ai sánh bằng. Nhưng trên đời ai cũng thế, sao có những chuyện lạ kỳ. Hay, rồi mời bạn gái. Dạ, em chọn màu đỏ đi. Đỏ luôn hả? Dạ. Đọc lên. Bạn hãy hôn tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? May mắn cho em quá. Anh có hôn không anh? Hãy đứng lên và đưa có tay. Có phải là lần đầu của anh không? Đưa qua trái tim, đúng rồi. Em xin phép ạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Cảm nhận như thế nào? Chỉ mới hôn tay thôi nhưng mà em thấy cũng là anh là một người khá là ấm áp. Cũng là một người cần cù chịu khó. Em chỉ nhìn tay thôi hả? Ghê quá, nắm tay không? Cái mà biết là cần cù chịu khó nữa. Em đúng chuẩn quá. Ok được rồi, bây giờ thì chị Tường sẽ cho hai bạn một cái không gian riêng để trò chuyện với nhau ít phút thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa ăn trưa. Hôm nay thì Tường đã có gọi sẵn đồ ăn cho hai bạn. Đó là món bò khoai và cơm bò cay. Ai ăn cay được nè? Ăn cái gì cũng được thôi chị, dễ nuôi lắm. Em ăn cay được không? Dạ, cay nhẹ thì em ăn được. Còn thôi, em ăn bò khoai đi, bên đây là cơm bò cay. Rồi mời đồ ăn vào. Dạ. Đây là đồ ăn thì Tường đã gọi từ quán ăn nhanh Mr. Stick nằm ở 219 đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Ở đây quán rất là đặc biệt. Mình chỉ đến đó mình gọi rồi mình đem đồ ăn đi. Hoặc là khi mình đi đâu chơi ở đâu đó, dạ, mình picnic đi chơi với bạn bè, mình cần ăn uống nhanh mình điện thoại trong 15-20 phút người ta sẽ mang đến cho mình luôn. Dạ. Có cái số điện thoại hotline luôn trên đây, mình có thể gọi trực tiếp ta đem tới. Dạ. 0286275-4069. Dạ. Rồi bây giờ mời hai bạn cứ thưởng thức món ăn của mình. Chị Tường cũng ra ngoài gọi tới 3 món lận ra ngoài kia ăn. Dạ. Ngồi đây để hai bạn tâm sự. Dạ. Dạ. Vừa ăn nha, ăn nha, ăn mới biết thức cảm nhận thức ăn này như thế nào rồi tâm sự với nhau nha. Dạ. Vừa miệng không anh? Ngon à? Dạ em cũng thấy ngon. Anh ăn uống có dễ không? Dễ mà. Anh tự nấu ăn hay là anh đi ăn cơm tiệm? Tự nấu có, ăn cơm tiệm có. Bữa nào xiên thì nấu, còn làm biến thì đi ra tiệm. Dạ. Anh nấu ăn ngon không?
Cũng được chút chút. Em cũng thích ăn đồ miền Tây lắm. Nào giờ em có ăn món canh chua miền Tây chưa? Dạ em ăn rồi, em thích chắc là món đó. Dạ, vậy là em sẽ có cơ hội được ăn món đó rồi. Canh chua bên miền biển. Anh chắc là chưa ăn mấy món miền Trung nhà em đúng không? Đúng rồi. Anh chưa ra Nghệ An? Chưa, mới đi ra tới Bình Định thôi. Hết lâu lắm rồi mà chưa có một cơ hội nào đến đó được hết. Có dịp em mời anh ra quê em chơi. Đúng rồi. Sở trường của em thích hát không? Cái đó gọi là sở đoản của em đó. Gì đó hả? Dạ. Tại vì em hát xong rồi em sợ mọi người đi hết à. Anh có hay gọi điện về nhà không? Gọi điện cho bố mẹ là nhiều. Nhưng mà gọi về bố lần nào cũng khóc hết á. Không sao vậy? Tại vì mình khóc nhà mà nhớ mẹ. Mẹ nói con ơi, sức khỏe con cái này sao rồi? Tự nhiên cái khóc rồi. Gì đó, hay khóc nhà từ chỗ đó đó. Mẹ thì cũng đã lớn tuổi rồi, cũng muốn con lập một gia đình để yên bề gia thất, để cho cha mẹ vui. Mới vậy mình mới lên chương trình Bản Muốn Hẹn Hò để tìm một quãng đời còn lại của mình. Hôm đây thì cũng gặp em, hy vọng sau chương trình mình có thể mình với nhau cho nhau một cái cơ hội. Sao cảm nhận đồ ăn bữa nay vậy, Tường gọi cho hai bạn như thế nào? Dạ cũng ngon chị. Cay không? Cay. Ăn được không? Dạ được. Ngon hả? Bây giờ em ăn như thế nào? Ngon chị. Ngon ha. Ăn thì ngon rồi, ăn có người mời là quá ngon rồi. Nhưng bây giờ vô cái chuyện tình yêu hồi nãy giờ hai bạn chia sẻ được gì nhiều rồi. Bây giờ nếu mà đám cưới thì chúng ta sẽ về sinh sống ở đâu? Tùy theo bạn nữ thích thôi, bạn nữ thích đâu thì em sống đó. Bây giờ mình sẽ hẹn hò như thế nào với cái đường quãng đường như vậy? Một tuần mình gặp nhau được mấy lần? Thì một tuần thì em có thể nhín ra thời gian ra là 3 đến 4 ngày chắc có lẽ là được. Dữ vậy? Dạ, tại chắc vì không đó ông. Dạ, thời gian em làm rất là như phải là như người ta vô tư. Vô tư nhưng mà em chạy nổi không? Dạ nổi, em còn làm thêm bên ngoài nữa cơ. Em làm bên tư vấn và vốn còn làm thêm nữa. Bây giờ vậy cuộc sống kinh tế tài chính em đã ổn định chưa? Dạ thưa chị, ổn định chút nào rồi chị. Chút nào rồi, bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Nó phụ thuộc vào bạn nữ thôi. Nếu như bạn nữ thì muốn tiến tới thì em tới, còn bạn nữ kêu chờ thì em chờ. Em thích người chàng trai cũng rất là thiệt tình mặc dù chưa yêu lần nào. Tụi em có coi tuổi, có kỳ tuổi hợp tuổi gì không? Em cũng có hơi mê tín một chút. Em tuổi gì? Tuổi con gì? Dạ em tuổi mùi chị. Tuổi mùi, em muốn tìm bạn trai tuổi gì? Em muốn tìm bạn trai tuổi tuổi ngọ hoặc là tuổi tuổi mão. Mùi. Mùi mão. Mão, mùi, mão là mèo á hả? Là con mèo á chị. Thì mèo đó, mùi sao mèo. Em tuổi con gì? Dạ em tuổi mão. Tuổi mão là hợp tên tuổi nè. Dạ là vậy là trúng ý rồi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi đó là trúng ý về những cái gì mình chia sẻ thôi. Bây giờ đến cái giây phút quan trọng là thật sự trong lòng các bạn cảm nhận như thế nào. Bây giờ em phải thử tỏ tình đi. Em nói như thế nào để cô ấy có thể bấm nút cho em nghe. Nó lãng mạn, nó nhẹ nhàng một chút xíu. Thử đi, có chị ở đây ủng hộ em. Nhớ chị nhớ nha, ủng hộ em nha. Em xinh quá à. Cảm ơn. Em có bao giờ mà nắm tay một người bạn trai mà em có cảm thấy hồi hộp không? Dạ có ạ. Còn anh thì cũng rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất là vui. Thôi chỉ vậy thôi, tại tỏ tình anh dở quá. Trời ơi em giờ nói không được em... có đọc thơ, có bài thơ nào tỏ tình không? Dạ có. Rồi đọc đi. Em cười xinh quá à. Nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt mà cả đời nhớ thương. Nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt cả đời nhớ thương. Dạ. Thôi được rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bây giờ là thời phút quan trọng. Bấm nút là để hẹn hò với nhau, yêu đương, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Cái nút bấm này không phải để tìm bạn bốn phương và kết bạn để chơi uống ly cà phê rồi về. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Như vậy là đèn của hai nửa trái tim đã cùng sáng và ghép trái tim lại với nhau. Mời em trai em đã thành công rồi. Tỏ tình cũng chưa hay lắm nhưng mà cũng rất may mắn, nắm tay nhau đi hai bạn. Kể từ ngày hôm nay các bạn ấy đã chính thức cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Và mình chưa có kinh nghiệm cũng không sao cả, nhưng quan trọng là mình có tấm lòng. Hãy nhớ nha, đừng bao giờ để cô ấy cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Như vậy thì mình mới giữ được trái tim của cô ấy. Cảm ơn chị ạ. Tất cả những gì đó là chân thành rút ruột rút gan ra chia sẻ với bạn nha. Dạ, hãy dạ. Lắng lên.